Tôi Mắc Gọi xin chào tất cả anh em. Tôi Minh Chính chào cả anh em nhá. Xin chào anh em đã quay trở lại với video của mấy anh em chúng tôi. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ nướng một cái món tai bắt giới. Tai heo. Tai bắt giới. Tai heo bắt giới. Không phải là tai siêu heo. Cay. Đây, tai heo, ba cái tai heo của anh em chúng tôi. Anh em tôi vừa gấp xong thì anh em tôi cho lên kẹp để nướng. Thế cho lên kẹp. Nào, qua đây em này. Lấy tay tí rửa. Kẹp đàng hoàng vào, giãn giãn ra, đấy. Cho nhà cơ. Ok. Rồi. Tôi sẽ ăn cái tai to nhất này các bạn ơi. Nhìn trông ngon thế, trông hấp dẫn quá. Dù dịch vào chỗ thế tí, tay bên thế một cái. Đấy. Kẹp vào, buộc chặt vào. Dù dịch vào bên thế tí. Du du vào vào cái tay bên thế một tí. Chín đấy, ăn được đấy. Anh em nhìn có thơm không? Chính xăm trỏ. Nhìn chả hết lưng miếng các bạn ơi chưa? Tôi chưa chín là tôi nhìn cảm giác là ngon. Cái này kẻ cua cọc cho cái xoay như này đỡ rồi. Like a star in the sky, I'm okay. Nướng được ba cái tai chú bắt giới này, tai heo anh ạ. Đây, anh em nhìn trông ngon không? Đấy, bây anh em tôi mang ra để thưởng thức. Vừa đi đường đi nhanh quá thế là đâm ra là rách hết mấy tàu lá chuối các bạn ạ. Không sao, anh em tôi ngồi đơn sơ nó quen rồi anh em. Hôm nay anh em mình chuẩn bị nước ngọt. Nóng quá. Hôm nay đổi rời, uống nước ngọt thôi. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Ơi. Anh em tục ha. Nước ngọt nhá. Hôm nay anh em uống nước ngọt thôi anh em. Uống ngọt nhá, không bia. Mời nhau uống cái thôi nhá. Mời anh em uống nước nhá. Thử thức đi. Mời thử thức trước đi. Để tôi thưởng thức trước nhá. Ui, cắn miếng nào vậy? Tôi thưởng thức nhá. Ủa ơi, giòn đấy. Ủa ơi, giòn ngái thơm đấy em. Ngon. Tôi, là bây giờ tôi thưởng thức. Mặn thèm quá rồi anh em. Anh em xin cảm nhận xem là thế nào, cái tai heo này thế nào, tai bắt giới hôm nay thế nào. Giòn lắm em, sụt, sụt tai giòn thật. Giòn lắm. Cay không? Siêu cay mà, cay không? Cay. Quá. Ok anh em, ngon lắm. Lần đầu được ăn cái món tai heo rồi. Tai chua dưới. Tuyệt vời. Cay. Cay quá không chịu được anh em. Muốn nước này rồi. Thơm lắm. Ngon lắm, đừng thấy không?
cay quá, nướng siêu cay. Cay rồi, em du cá cay quá. Tí bắt con gà cho nướng. Đây anh em tôi nuôi được 4 con. Chuẩn bị cho nướng siêu cay. Nướng siêu cay. Cho anh em xem. Ông măng ăn cái to kia, đúng là lo từ sáng tới tối. Mời các bạn nhá. Ok, chính vào thưởng thức anh em, chính thèm quá. Ôi, ăn đi. Thật ra tôi đang răng đau nên là tôi cũng không cắn được, tôi cắt luôn. Đấy. Nên nhanh cái hết chứ ta nguồn quá. Còn thấy em chính ăn ngon. Ngon không ạ? Nói chung là cái món tai lợn nướng siêu cay này ăn tuyệt vời luôn anh ạ. Thơm lắm. Anh em thích cứ để về làm thử anh ạ. Làm thử tại nhà. Trời quá, nước mũi luôn, hết rồi. Chính là ăn đúng rồi. Chính về, chính về, chính về. Mà thời anh em là thằng này nó chuyên đi vết máng gái nhiều nên là nước ấy nó vào răng, bây giờ răng nó sâu rồi. Các bạn hiểu không? Ăn nữa rồi. Kêu răng ra, đau răng mấy ngày hôm nay rồi. Tại tội biết máng gái nhiều quá. Khổ thành không. Ngoài thế mình ăn như kiểu dân quần chính, ăn như kiểu quý tộc đó mà lấy kéo cắt. Ăn kiểu trước từng tí một hả? Rất là quý tộc. Từng tí một mới biết được cái vị ngon đó các bạn. Trời quá. Anh em làm tí à? Mới nhìn em nhìn nó uống nước để chống. Ngay trời cực kỳ đẹp luôn anh ạ. Trời mùa hè như là hôm nay là mùa đông. Sáng ngày lạnh. Em tôi phải mặc quần dài, áo thì vừa mặc áo sơ mi nhưng mà anh em nướng nóng quá nên là phải cởi. Cái này nó thấy luôn. Cắt cho lo ăn anh ạ. Răng chính hôm nay kém không ăn được. Ăn giòn quá. Nhầm bài uống bia phê. Cay lắm anh ạ, siêu cay. Bạn này là xa 2 ngày đây bạn chưa ăn gì. Thế là cái tai tôi đây. Ăn mãi được cái mép này. Nào, chính nêu cảm nhận là ăn cái món thưởng thức cái món tai nướng siêu cay à? Rất ngon các bạn ạ. Gì á? Tuyệt vời. Có ngon hơn là ăn cơm nhà không? Ăn cơm mẹ nấu. Cơm mẹ nấu thì lúc nào là nhất rồi, mới ăn cả đời cơ mà. Mà cái món dân dã mình thưởng thức kiểu đồng quê ấy, thì mình cảm thấy rất là ngon. Thế là lên thế đoạn thế, đoạn thế đoạn ấy à? Để em ăn cái đoạn em mà. Nói à, tuyệt vời nhưng mà hơi cay nhỉ. Okay, bên ngoài thì mềm, bên trong tai sụn tai của lợn này, giòn cay nhỉ. Nói chung anh em tôi cho nhiều lớp ướp siêu cay quá nên là cay, phê quá, giòn cay luôn anh ạ.
Thế thì anh em tôi đã thưởng thức cái món tai lợn nướng siêu cay. Anh em nào thấy video của ba anh em tôi hay thì cho anh em tôi một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để cho mọi người biết đến anh em tôi và anh em tôi qua động lực để làm những video tiếp theo. Giúp mẹ nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok. Nhớ subscribe kênh.